Kính thưa các bạn, trăng máu là một sự kiện rất đặc biệt và được giới trẻ quan tâm rất là nhiều. Hiện tại chương trình đang có mặt tại bến Bạch Đằng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Và xung quanh chương trình đây có đang có rất nhiều bạn trẻ đã tập trung ở đây và sẵn sàng để chờ đợi khoảnh khắc trăng máu. Có một cái hiện tượng thiên thực rất là thú vị, đó chính là hiện tượng nguyệt thực toàn phần. Thì hôm nay tụi mình sẽ kính thiên văn ra đây cho mọi người, đặc biệt là các bạn nhỏ có thể quan sát cái hiện tượng mà trăng nó chuyển sang màu đỏ rất là thú vị. Trước mặt của mình như thế nào? Thì bây giờ mình đang chỉ về hướng đông, thì bạn sẽ thấy theo hướng đông thì bây giờ là mặt trăng đang mọc cao hơn. Nhìn bạn sẽ thấy là mặt trăng có màu đỏ. Hiện tại bây giờ là chính xác là đang nguyệt thực toàn phần đang diễn ra. Đó do là mây tại thời điểm mình quan sát là mình không quan sát được, chứ nếu mà trời trong thì bạn sẽ thấy mặt trăng ở cao khoảng một. Thì do là mặt trăng nó mọc ở phía chân trời á, phía đông á, thành ra là mình tìm một chỗ quan sát phía đông thống trải nhất có thể. Thì bến Bạch Đằng là một chỗ mà nhìn phía đông nó không bị che chắn mặt tòa nhà, thì là vị trí thuận lợi nhất ở thành phố để xem nguyệt thực toàn phần. Thì tại vì á, nếu mà không thể lần này á, thì phải đến 3 năm sau, tới năm 2025 á, thì Việt Nam mới tiếp tục xem lại nguyệt thực toàn phần được.